Bộ Xây dựng vừa cho biết, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành trọng điểm, nên số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn, chưa giao dịch ước tính khoảng 15.000 căn. Trong 9 tháng đầu năm 2021, có hơn 10.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản phải tạm dừng kinh doanh và chờ giải thể. Đối với các sàn giao dịch bất động sản, có tới 28% đơn vị có nguy cơ giải thể phá sản, 32% đơn vị đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì và 40% doanh nghiệp còn khả năng chống đỡ nhưng không cao. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, giai đoạn 2021-2030, Bộ này đầu tư thêm 6 cảng hàng không mới để nâng tổng số cảng hàng không của cả nước đưa vào khai thác lên con số 28. Lúc này, tổng công suất thiết kế hệ thống cảng hàng không sẽ đáp ứng khoảng 278 triệu hành khách. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ pháp lý dự án và điều kiện mua bán căn hộ hình thành trong tương lai đối với 204 căn hộ thuộc dự án chung cư cao tầng Thảo Điền. Theo Sở Xây dựng, dự án trên do Công ty Cổ phần Bất động sản SIC làm chủ đầu tư. Hiện nay dự án này đã bị chủ đầu tư thế chấp tại ngân hàng. Chính quyền huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang rà soát để hỗ trợ các hộ dân thuộc vùng dự án sân bay Long Thành đã bàn giao đất và chuyển đến khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn. Theo đó, đối với những đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ khi tiến hành xây dựng nhà cửa. Đồng thời, để khích lệ người dân sớm xây dựng nhà cửa, lãnh đạo huyện cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phụ trợ đời sống dân sinh cho người dân. 71 lô đất được giao không đúng quy định, đã xây dựng hoặc chuyển nhượng tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh này yêu cầu tạm dừng đấu giá. Theo lãnh đạo tỉnh này, yêu cầu dừng thực hiện kết luận thanh tra trước đó để rà soát, đánh giá lại nhằm đảm bảo việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án cho Công ty Cổ phần Hàng Hải Bình Định. Theo đó, dự án trên có quy mô hơn 5.000 m² với tổng chi phí thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa công khai thông tin người nộp thuế, nợ thuế đến tháng 10 năm 2021. Theo đó, doanh nghiệp đứng đầu trong danh sách nợ thuế của tỉnh này là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Ân Phú, địa chỉ 28 Phan Bội Châu, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Số tiền nợ thuế của doanh nghiệp này lên đến 32 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 19 doanh nghiệp khác nợ thuế gần 46 tỷ. Chương trình phát triển nhà ở tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 vừa được lãnh đạo tỉnh này thông qua. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30 m² sàn một người. Diện tích xây dựng mới tăng thêm khoảng 8,5 triệu m² sàn. Nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 99%. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn này là gần 65.000 tỷ đồng. 11 thửa đất thuộc dự án khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sẽ được mang ra đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11. Theo đó, buổi đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm. Các thửa đất này có diện tích từ 85 đến 113 m², mức giá khởi điểm hơn 40 triệu đồng một m².